Thưa quý vị, ngoài cái việc mà di chuyển hàng không theo cách thông thường, thì hiện nay có một dịch vụ là máy bay riêng, hay còn gọi là private jet, và cái dịch vụ này gọi là Fly VIP, hay còn gọi là Fly VIP. Thì đối với dịch vụ này thì của Vietstar Airlines có tất cả là 3 chiếc máy bay. Một chiếc là một máy bay cánh quạt King Air, sức chứa là 8 khách, và ngoài ra có 2 chiếc máy bay phản lực Legacy 600 và Legacy 650, sức chứa là tối đa là 13 khách và hành trình bay là tối đa là 8 giờ. Thì hiện nay thì dịch vụ này có thể bay đến được 22 điểm tại Việt Nam và cũng như là một số điểm ở nước ngoài, và cái chi phí nó tầm khoảng 8-90 triệu một giờ bay đối với chiếc King Air, và 230 triệu một giờ bay đối với chiếc Legacy. Ví dụ như bay một cái quãng đường từ đây ra Hà Nội 2 tiếng thì mất chi phí khoảng 460 triệu. Bây giờ hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan bên ngoài cũng như bên trong nội thất của ba chiếc máy bay của Fly VIP này. Và bây giờ mọi người hãy theo tôi để vào tham quan. Đầu tiên là chiếc Legacy 600, một cái chiếc gọi nó phải nói là hiện giờ là siêu cao cấp, và mọi người hãy theo tôi. Có hai khoang. Tôi đang ở cái khoang đầu tiên. Khoang này nó có 8 ghế. Các bạn thấy đây là một cái ghế khá là thoải mái. Và cái ghế này nó có điều chỉnh được, tức là mình có thể xoay. Đây, có thể chuyển vị trí nè. Rồi có thể xoay ra ngoài. Và bây giờ chúng ta đi ra phía sau, thì ở phía sau nó có một cái bàn, và cái bàn này có thể làm việc hoặc là cái bàn này để ăn. Đây họ thiết kế một cái bàn ăn gồm cho 4 chỗ ngồi, và khi mà mình mở cái bàn này ra nó thành cái bàn làm việc. Và ở đây có cái một số cái hệ thống, đây mình thấy kệ là các phím chức năng. Mình đi ra phía sau sẽ thấy được một cái khu vực là cái khoang thứ hai. Đây là cái khoang thứ hai, nó gồm một cái hai cái ghế nhỏ, hai ghế đơn và một cái ghế sofa. Thì cái này nó cũng có một cái hệ thống bàn ở đây. Bây giờ mình mở lên cho mọi người xem. Đó. Khi mình kéo ra thì nó sẽ thành một cái bàn nhỏ. Và cái bàn này, đó, mình có thể gặp lại. Rất là gọn gàng. Đó, đây có rất là nhiều cái phím, hệ thống đèn, rồi gọi tiếp viên. Và tôi đang ngồi trên một cái ghế rất là thoải mái. Như các bạn thấy là cái ghế này có thể điều chỉnh được. Bây giờ mình có thể bấm nó để nó ngã lại thành một cái giường. Đây. Khi mà quý vị book bay bằng cái dịch vụ mà máy bay thương gia này, thì có thể là mình thêm cái dịch vụ là ăn uống. Ở đây họ có kết nối với hệ thống khách sạn Ramana 4 sao. Khi mình book thì có thể book theo cái menu của khách sạn luôn, và sẽ đồ ăn sẽ được phục vụ trên máy bay luôn cho mình. Và sau lưng tôi là chiếc máy bay Legacy 650. Legacy 650 là một cái phiên bản mới của Legacy 600, và nó cũng có sức chứa tối đa là 13 người, và cái giờ bay tối đa là được 8 tiếng. Thì để mà thuê được một chiếc máy bay Legacy 13 chỗ này với cái nội thất bên trong cực kỳ cao cấp, thì quý khách hàng phải trả cái số tiền không nhỏ, khoảng chừng 230 triệu một giờ.
và hiện giờ thì tôi đang đứng trước một cái chiếc máy bay. Cái này có vẻ nhỏ hơn cái chiếc lúc nãy. Đây là chiếc một máy bay cánh quạt chứa được tối đa là 8 khách. Và để thuê một cái chiếc này thì chi phí khoảng tầm chừng 8-90 triệu một giờ. Nó rẻ hơn những cái chiếc máy bay phản lực. Với cái dịch vụ mà đưa đón thương gia thì có những cái dịch vụ mới đang phát triển, chẳng hạn như là dịch vụ SOS, dịch vụ khám chữa bệnh, đưa khách hàng đến những cái bệnh viện lớn, hoặc là dịch vụ đưa khách đi đến những cái resort, những khu nghỉ dưỡng 5 sao, chẳng hạn như là hiện giờ đang có cái Fly VIP, những hợp đồng để đưa những cái khách du lịch đến những cái resort ở Côn Đảo, sen ở Côn Đảo. Và trong tương lai thì những cái dịch vụ này sẽ càng ngày được biết đến và nhiều người quan tâm.